sáng và tròn tim ta không gì quý hơn độc lập tự do. Tình đoàn cùng mình tiếng nhau xa đi bao qua xa nguy hay xanh toàn tha. Lời người mãi khắc ghi vì tổ quốc mê yêu, vì xương danh người lính Bác Hồ, vì xương danh người lính Việt Nam. Chúng tôi là người lính Bác Hồ, những Bác Hồ sĩ quân kỳ cùng đi chiến đấu. Trong tim ta không gì quý hơn độc lập tự do. Tình đoàn của mình hiên ngang xa đi băng qua sang mê với xanh toàn tha. Lời người mãi đọc ghi vì tổ quốc mê yêu, vì xương danh người lính Bác Hồ, vì xương danh người lính Việt Nam. Trong tim ta không gì quý hơn độc lập tự do. Tim đoàn cùng mình tiên ngang xa đi bao qua sang mê với xanh toàn tha. Lời người mãi khắc ghi vì tổ quốc mê yêu, quý xương danh người lính Bác Hồ, quý xương danh người lính Việt Nam. Chúng tôi là người lính Bác Hồ, Bác Hồ sĩ quân kỳ cùng đi chiến đấu. Trong tim ta không gì quý hơn độc lập tự do. Tình đoàn của mình hiên ngang xa đi băng qua sang mê với xanh toàn tha. Lời người mãi khắc ghi vì tổ quốc mê yêu, quý xương danh người lính Bác Hồ, quý xương danh người lính Việt Nam. Kính thưa quý vị khán giả, ca khúc Chúng tôi là người lính Bác Hồ qua phần trình diễn của các nghệ sĩ nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chương trình giao lưu nghệ thuật nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018 với tên Bản hùng ca Mậu Thân 1968 tối nay. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas, Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng, Công ty Bông Sen Vàng, Tập đoàn Thành Thành Công, Kim Cương, Kim Lý và các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, các văn nghệ sĩ, diễn viên nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là Công ty Cổ phần Quốc tế IMC Việt Nam đã góp phần vào thành công của chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tại chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân liệt sĩ hôm nay, ban tổ chức đã tiếp nhận tài trợ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân đóng góp vào quỹ tri ân liệt sĩ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Công ty Kinh doanh Khoáng sản và Dịch vụ Thương mại Vạn Thành, Lữ đoàn 972, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, ông Phan Công Trường, Ban Liên lạc Tình báo Quân khu 9, Kho 690, Cục Quân nhu, Trường sĩ quan Lục quân 2, Đại học Nguyễn Huệ, Đảng ủy Chỉ huy Cục 12, Tổng cục 2, Cục Quân y Kho 706, Tổng Công ty 28,
Nguyễn Trung Hiền, tạp chí Quốc phòng Toàn dân, ông Nguyễn Xuân Mạnh, hội viên Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn tất cả các quý vị khách quý đã đến dự chương trình giao lưu hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi qua màn hình và xin gửi tới tất cả các quý vị lời chào, tạm biệt.